Ok, 16 chị Hoàng Tuyền nè. Sakura này. 16 ạ. Chị Thảo run một cái này. Rồi chị Huyền Giao một cái này. Chị Chiều Trúc Trần một cái này. 16 em nhá. Có em ở đây chị Kim Liên. VV 16 này, 15 em chị Hoàng Tuyền có 16 rồi ạ. Có em có đấy chị Nấm 16 nhá. Chiều Trúc Trần có 16. Chị Nguyễn 16 này. Tiền Giang có 16 ạ. Mỹ Ngân 16 này. Chị Ngân Lê 16 này. 39 có 16. Mã số 16. Tiền Giang có 16. Chị Kim Ngọc 16 đơn đơn này. Lên còn quần quần em đang mặc là ok. Comment quần em mặc là M1 chị nhá. Nguyễn Cẩm Nhung 16 này. Chốt cho em mã này là 16. 39.000 đúng chưa ạ? Thảo Jun có 1. Lê Kim bổ sung số cho em nhá. Vini có 16. Ok chị. Cho chị A Sỉ Zalo một cái này. Quần sóc bùi nhà em không về. Hồng Lan một cái. Comment cả số giúp em đi ạ. Thúy Nguyễn có 16. Hôm nay ngay một cái này. 39.000. Thanh Trung Vũ một cái. Lan Suri một cái. 39.000 đồng nhá. An Quy 16. Một cái. Nguyễn Thoan một cái. Nguyễn Thoan có 16. Có lên váy, em có lên váy. 16, chị nào lấy 16 thì chốt 16 em nhá. Cho em xin lại số đi ạ. Chị Ngân Chào có 16. Nguyễn Cẩm Nhung có 16. Trời ơi, có mất tiền ship không chị? Đi xe có phải đổ xăng không chị? Phương Thao 16 ạ. Nguyễn Thoan 16. Bên em phỉ ship đồng giá là 30.000 chị nhá. An Sĩ Zalo có 16. Anh Trúc Vũ có 16. Các chị không sợ là mình bị mua phỉ ship cao không ạ? Giá chung mà các chị ơi, giá chung rồi. Phí ship 30.000 là giá chung rồi. Được chưa ạ? 30.000 là giá chung, không phải là các chị mua máy bộ mà mất tầm 45-50.000 giống như ngày xưa đâu ạ. An Thùy có 16. Số 5 thôi em nè. Nguyễn Thị Hồng Lan có 16. Comment cho mã này là M20. M20 các chị nhá, 139.000. Quần boy, boy đá. Comment cho mã này là M20. Boy đá theo này. Có size S, size M và size L. Không cần tương tự nhá. Chốt cho em mã này là M20. M20 kèm số em này. Ok chị tích trinh hai cái này. Ok chị gái này. M20 nhá. SML đúng chưa? Áo là 39. Áo em mặc ạ. À? Áo em mặc là 99.000. Có màu hồng, màu kem và màu nu. M20 SML cho em ạ. À? 139.000 chỉ giá 16. M20 nhá. Momo game xin lại số chị ạ. Sukura là cái size M này, này có đơn rồi này. Sukura còn M này. Không có số này không chốt đơn ở đâu các chị ơi. Chị Măn Măn một size S nào. Măn Măn một S này. Măn Măn một S. Nguyễn Thị Thu một gì L. Nguyễn Thị Thu một gì. Rồi hết luôn này. Nguyễn Thị Thu một gì. Con này còn nhiều đó mà. Con này còn đó. Linh Linh có 16. Măn Măn của em. Lên con lên mông tơ ghi cho em nhá. 60 cân đổ về này. Sinh có 2. Lẻ là 45. À lẻ là 65. Xỉ là 45. Comment cho em mã này là đỏ. 60 cân đổ về.